Đường Phu Lân nhịn đau cố gắng nói rõ chữ. Ta không xin tha cho mình, ta khẳng định là không có cách nào may mắn thoát khỏi. Nhưng nếu như máu của ta có tác dụng lớn đối với người như vậy, sau khi người hút khô máu của ta rồi, người trung quy cũng phải tìm chỗ tu luyện đúng không? Cũng không thể lãng phí thời gian được. Đã như vậy, ngươi có thể tha cho bạn của ta hay không? Nàng đối với ngươi cũng không có tác dụng gì. Nàng yếu đuối như vậy, cũng không uy hiếp được với ngươi. Ngươi dẫn ta đi đi, đến chỗ khác hút khô máu của ta, có được hay không? Đem nàng vứt lại lời này là được rồi. Ta không muốn dáng vẻ của ta bị người hút khô máu bị nàng nhìn thấy. Ta hồn xương ngẩn ngơ, động tác ở trong tay thậm chí đều khựng lại một thoáng. Chết đến nơi rồi, ngươi còn lo cho người khác. Ngươi yêu thích nàng, còn nhỏ tuổi, vậy mà cũng hiểu ái tình này sao? Đường Phố Lân cười khổ nói, ta không hiểu ái tình là gì, chết đến nơi rồi. Nói những thứ này đều không có ý nghĩa gì nữa, ngươi có thể đáp ứng ta sao? Đây xem như là tâm nguyện cuối cùng trước khi chết của ta đi. Ta hồn sư đột nhiên thở dài một tiếng, thì ra thật sự có người sẽ đồng ý vì người khác mà trả giá bằng tính mạng của chính mình. Người rất tốt, chẳng trách có thể nắm giữ máu tươi tinh khiết như vậy. Ta còn tưởng rằng nam nhân ở trên thế giới này đều là kẻ lừa đảo. Nguyên lai, thời điểm tuổi còn nhỏ, lúc chưa bị ngoại giới tiêm nhiễm, còn có thể duy trì sự tinh khiết, ta càng ngày càng khao khát đối với máu của người giới đó. Nghe đoạn đầu, trong lòng của Đường Phố Lân còn dâng lên một tia hy vọng, nhưng câu cuối cùng lại khiến cho hắn triệt để tuyệt vọng. Được rồi, ta đáp ứng người, buông tha cho nàng. Thế nhưng mà ai sẽ buông tha cho người đây? Một âm thanh khác đột nhiên vang lên. Âm thanh này là từ bốn phương tám hướng truyền đến, không cách nào nghe xa khỏi nguồn. Nhờ trong nháy mắt khi mà âm thanh này xuất hiện, toàn bộ không gian xung quanh đều nhẹ nhàng rung động lên. Áp lực từ bốn phương tám hướng điên cuồng vọt tới, một loại áp lực khủng bố gần như là điên cuồng ở trong nháy mắt này phóng tỏa ra một toàn bộ không gian. Tao hồn sư đột nhiên xoay người lại, sau đó nàng liền nhìn thấy một bóng người cao to đang từng bước một đi về phương hướng của nàng. Làm sao có khả năng, với sự nhận biết mạnh mẽ như vậy của chính mình, vậy mà trước đó lại không cảm giác được sự tồn tại của hắn. Bị người tiếp cận đến trình độ như vậy mà đều không hề cảm nhận được. Một cảm giác nguy hiểm hiển nhiên là khiến linh hồn run rẩy ở trong nháy mắt từ xương cụt dâng lên, tiếp tục lan tràn tới đỉnh đầu. Cái cảm giác này đã rất lâu rồi chưa từng xuất hiện ra với tà hồn sư. Hung lệ khí và vô số mùi máu tanh xung hợp tỏa ra ở trên người của thân ảnh kia. Chiều cao của hắn vượt quá 2m40, vai cực kỳ rộng, so với người bình thường cường tráng hơn nhiều lắm. Chăm chú nhìn lại, Tao Hồn Sư nhìn thấy chính là một người có dáng dấp trung niên, khuôn mặt cường nghị, lạnh lẽo và cứng rắn, da có màu đồng ngăm ngăm đen, toàn thân đều đầy rẫy hơi hướng vẻ của kim loại. Một đôi mắt của hắn có màu vàng tinh xảo, nhìn qua có gợn sóng như là có như không ở bên trong. Màu sắc con người như vậy, dù cho là Tao Hồn Sư cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngươi là ai? Âm thanh của Tao Hồn Sư khôi phục lại sự lạnh lẽo, khoát tay đem Đường Phủ Lân vứt ở bên cạnh ở trên mặt đất, bởi vì nàng có thể cảm giác được rõ ràng đối thủ trước mặt này có thể chân chính uy hiếp được đến chính mình. Đường Phủ Lân lúc này chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo vào trong nháy mắt lan tràn toàn thân, hắn lúc này ngất đi ở trong một sự không cam lòng tột độ. Ngươi không đủ tư cách biết ta là ai. Thân thể hùng tráng vẫn như trước đứng bước tới một bước gần, mà cảm giác ngột ngạt bốn phía cũng đang ngày càng mạnh. Ta hồn sư lúc này hừ lạnh một tiếng, hai mắt màu đỏ tươi đột nhiên tỏa sáng, một đoàn huyết quang lồng đậm từ trên người của cô ta bắn ra, tay phải vùng lên, một thanh huyết kiếm đột nhiên xuất hiện ra ở trong lòng bàn tay, huyết kiếm tinh tế khẽ rung động, lấy thân thể của ta hồn sư làm trung tâm, giữa bầu trời xuất hiện ra vô số điểm ánh sao đỏ. Thời điểm vừa mới bắt đầu vốn chỉ là những điểm sáng, nhưng rất nhanh, những điểm sáng này phóng to ra, thoạt nhìn qua cứ như là những huyết mâu con mắt máu vô tình đến đột tổ vậy. Tinh lực cuồn cuộn mà lồng đậm điên cuồng dâng trào, tiếp đó ngàn vạn ánh hào quang màu đỏ ngầu này ở trong nháy mắt từ những trong con người này bắn mạnh ra, bắn chụp vào gã nam tử cao lớn kia. Bước chân tiến lên của hắn ta rốt cuộc là dừng lại, trong chớp mắt khi mà hắn dừng bước, chân phải hùng hãn dẫm mạnh lên trên mặt đất, theo đó là một tiếng lổ vang kịch liệt, toàn bộ không gian phảng phất như điều kịch liệt vặn vẹo đi phần nào. Hào quang đỏ ngầu có tốc độ rất nhanh, nhưng mà thời điểm chúng chỉ là còn cách người đàn ông kia một khoảng cách chỉ là 10 mét, một tầng ánh sáng phòng hộ màu ánh kim đột nhiên xuất hiện. Vô số âm thanh lổ vang dày đặc, vô số vết lứt không gian bé nhỏ xuất hiện do va chạm kịch liệt bùng lố kia, nhưng mà lồng ánh sáng màu vàng sậm kia vẫn lù lù bất động. Một cái chớp mắt tiếp theo, cánh tay phải của gã nam tử cao lớn kia đột nhiên vung ra. Có thể nhìn thấy, cánh tay phải của hắn đột nhiên trở lên trắng kiệt hơn, bàn tay lại càng cấp tốc lớn lên. Năm đạo hào quang màu vàng sậm dường như muốn đem toàn bộ thiên địa chung quanh xé rách. Ở trong nháy mắt khi mà hắn ra tay,
Khi thế ngập tràn lúc trước đột ngột là co rút trở lại, không gian chung quanh ở trước mắt này đã hoàn toàn bị phong tỏa. Với tu vi của tà hồn sư, vậy mà lại ngơ ngác phát hiện mình lại không cách nào ở trong nháy mắt này thoát khỏi sự trói buộc này. Người này đến tuyệt cùng là có thực lực đến bước nào? Không có lửa điểm do dự, một điểm hào quang màu đỏ tươi đột nhiên từ trên trán của cô ta sáng lên. Tiếp đó vô số huyết màu giữa bầu trời ở trong nháy mắt được thu hồi, hòa vào ở bên trong bản thể của cô ta. Một thân giáp trụ màu máu bao trùm toàn thân, trên giáp trụ không có hòa văn mỹ lệ, chỉ có từng con huyết màu hùng lệ lấp lóe. Trong phút chốc này, khi thế tà hồn sư tăng lên dữ dội, ở sau lưng, một đôi cánh màu máu đột nhiên mở ra, nhìn qua nhìn giống như là cánh rơi, cánh đập đống, huyết quang dập xào. Huyết kiếm ở trong tay vẽ ra trên không trung, một đường kiếm nhìn nhiều vết máu đầy tinh tế. Ầm một tiếng lổ vang kịch liệt, lấy điểm va chạm làm trung tâm, lực lổ tung khủng bố xông thẳng lên trên trời. Hai cỗ gần sóng hồn lực cực kỳ hung hãn này, thậm chí xé rách bầu trời thành một cái lỗ lớn. Ở bên trong tiếng kêu rên, bóng người màu đỏ ngòm bay ngược ra, thẳng đến ở bên ngoài mấy trăm mét mới rơi rụng ở trên mặt đất. Ở trước người của cô ta, năm đạo vết thương chỉnh tề xuất hiện ra ở trên đấu khải phần ngực. Nếu như không phải có một lớp đấu khải kia bảo vệ, e rằng cả người của cô ta đều đã bị xé nát. Ngươi là cực hạn đấu la. Âm thanh của tà hồn sư cũng không có cách nào giữ vững được sự bình tĩnh. Phải biết cô ta chính là tam tự đấu khải sư, đồng thời còn là một vị siêu cấp đấu la đấy. Sự tình huống thân người đã mặc đấu khải, tu vi đã tiếp cận với cực hạn đấu la, mà đối phương căn bản ngay cả đấu khải cũng đều không sử dụng, vậy mà vẫn như trước có thể chiếm thắng mình dễ dàng như ăn cháo. Như vậy cũng chỉ có thể nói rõ một chuyện, đối phương là cực hạn đấu la, một cường giả cực hạn đấu la chân chính. Đấu khải cố nhiên có thể đem năng lượng của hồn sư tăng lên tới cấp bậc cực hạn đấu la kia, nhưng so với cực hạn đấu la chân chính cũng sẽ không có khoảng cách. Thế giới này là lĩnh vực thuộc về thần, cho dù đấu khải có tăng lên tới cấp độ cực hạn, vĩnh viễn cũng không cách nào chân chính chạm được tới lĩnh vực của thần. Chỉ có chân chính dựa vào tu vi mới có thể tìm ra được cánh cửa lớn của thế giới kia. Không có lửa điểm do dự, thậm chí ngay cả thuốc đại bổ Đường Phũ Lân cũng đều không lo nổi. Thân thể huyết mâu của tà hồn sư lộn một vòng ở trên mặt đất, một cái chớp mắt tiếp theo, cả người đột nhiên hóa thành đạo đạo huyết quang bay vụt tứ tán. Không hề chạy về một hướng, mà là bay tán loạn tứ tán, thất quá liền không có thấy hình bóng. Ngoài sự đoán của một người, chính là vị nam tử hán cao to kia cũng không hề đuổi theo cô ta, mà chỉ chậm rãi đi về phía của Đường Phũ Lân vào cổ nguyệt. Cánh tay phải của hắn chậm rãi teo nhỏ lại, biến trở về sáng dấp ban đầu, lưỡi dao sắc nhọn dài ra từ bên trên năm ngón tay cũng được chậm rãi thu hồi. Đi thẳng tới trước người của Cổ Nguyệt, hắn mới dừng bước trở lại. Mà cũng vào lúc này, Cổ Nguyệt từ trên mặt đất ngồi dậy, đúng vậy, nàng trực tiếp ngồi dậy. Tiểu thư, Lam Tử cao lớn quỳ một gối xuống mặt đất cùng kính nói. Ừ, Cổ Nguyệt đáp ứng một tiếng, đứng lên đi tới trước mặt của Đường Vũ Lân, chậm rãi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng xoa xoa hai gò má của hắn. Ánh sáng nguyên tố dịu dịu từ trong tay của nàng phiêu giật mà ra, chậm rãi hòa vào người của Đường Vũ Lân, khiến cho cái má sưng vèo kia của hắn dần dần khôi phục trở lại. Lam Tử cao lớn đứng thẳng người, khác nào cây lào vậy, vậy mà không hề đưa ra bất kỳ câu hỏi nào, ở bên trong tròng mắt màu vàng tinh, không có lửa điểm tâm tính. Có phải là thấy kỳ quá hay không? Tại sao ta lại không cho người giết con ả tà hồn xưa kia? Cổ Nguyệt lúc này mặc dù vẫn đối mặt với Đường Vũ Lân, nhưng lại đặt câu hỏi cho Lam Tử cao lớn kia. Vâng, Lam Tử cao lớn trả lời, lợi ít mà ý nhiều. Kẻ địch là của kẻ địch chính là bằng hữu, lợi dụng tất cả mọi thứ có thể lợi dụng, người đi đi. Cô người lúc này khoát tay áo một cái. Vâng, Nam Tử cao lớn lần thứ hai đáp lời, sau đó xoay người chậm rãi đi vào trong bóng tối. Bóng đêm tràn ngập, đêm khuya đã tới. Cổ Nguyệt cứ như vậy ngồi ở bên người của Đường Vũ Lân, ngắm nhìn hắn đứng đờ ra, mai đến đủ một lát sau, nàng mới đi tới trước người của Đường Vũ Lân, sau đó lại một lần nữa nằm xuống, đem thân thể của chính mình rúc vào trong lồng ngực của hắn. Đùng một tiếng, quá cản rỡ, Trấn Hoa lúc này sắc mặt tái xanh. Mục Gia lướt mắt nhìn hắn, bọn trẻ không có chuyện gì, ta cẩn thận đã điều tra thân thể, có điều Thiên Đấu Thành e rằng không phải thái bình rồi, chuyện này người đã báo cho Liên Bang chưa, tốt nhất là thông báo cho sửa lại các học viện một thoáng. Ừ, Trấn Hoa lúc này gật đầu, một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. May là bọn trẻ không có chuyện gì,
Có điều từ tình huống của hiện trường mà xem, giống như là đã trải qua một trận chiến giữa các cường giả, thời gian chiến đấu hẳn là không dài. Hiện trường không bị hủy hoại bao nhiêu, nhưng cận sóng nguyên tố ở trong không khí lại vô cùng cuồng bạo. Tất nhiên là có cường giả siêu cấp đấu la từng giao thủ. Tên tà hồn sư kia hẳn là đã chạy, nhưng có thể nào là người của bên xử lý các học viện ra tay hay không? Mục xã lúc này hướng về Trấn Hoa hỏi. Trấn Hoa lắc đầu rồi nói, hẳn là không phải, ta đã hỏi xử lý các bên kia rồi. Chờ Phu Lân tỉnh lại, ta sẽ tự mình đưa bọn nhỏ trở về. Xem ra tiểu tử này cũng đã bị tà hồn sư nhìn chằm chằm, sau này không thể để cho bọn hắn dễ dàng rời khỏi học viện. Ở trong phạm vi của xử lý khác, tà hồn sư còn không dám lỗ mãng. Dù sao thì xử lý khác còn có vị kia tọa chấn. Thời điểm Đường Phụ Lân tỉnh lại từ trong hôn mê, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, thoải mái không nói lên lời. Hắn theo bản năng vươn mình ngồi dậy, ngay sau đó cấp tốc sờ sờ vào hai gò má và thân thể của chính mình, lại như một chút bãi đổ chung quanh của căn phòng này. Ta không chết sao? Đây là phản ứng đầu tiên của hắn, sau đó hắn lập tức ngưng thần quan sát ở bên trong thân thể. Máu vẫn còn, chưa bị hút khô. Tâm tình hứng phấn, vui sướng trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Thân thể không có bất kỳ chỗ khó chịu nào cả. Hắn cấp tốc vươn mình xuống giường, đi tới phía trước cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra nhìn ra bên ngoài. Đây không phải đoán tạo sư hiệp hội hay sao? Cho đến giờ phút này hắn mới khẳng định chính mình đã an toàn. Ký ức cuối cùng của hắn vẫn dừng lại ở thời điểm tà hồn sư đem chính mình vứt sang một bên. Hắn chỉ mơ hồ nhớ tới, lúc ấy còn có một giọng nam đầy chất phác vang lên. Hẳn là chính vị này đã đem lại cảm giác bị uy hiếp cho tà hồn sư. Chỉ là vị kia là ai? Là hắn đã cứu sống chúng ta. Mang theo vô số nghi vấn, Đường Vô Lân đẩy cửa phòng ra, nhưng vừa vặn đụng phải Trấn Hoa vừa định đẩy cửa vào mà vào.